bốn người đàn ông từng yêu hiền hồ, Soobin Hoàng Sơn bị bỏ rơi, yêu đại gia U60 mất cả sự nghiệp. Những năm gần đây, tin đồn tình ái của Hiền Hồ đang trở thành tâm điểm trên khắp các diễn đàn, đặc biệt sau khi những hình ảnh chụp chung của cô nàng và ông Hồ Nhân, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chuyện đời tư trong quá khứ của Hiền Hồ khiến nhiều người thêm tò mò quan tâm. Trước đó, ca sĩ Hiền Hồ cũng từng vướng phải nhiều lùm xùm tình cảm với các nam đồng nghiệp. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm qua 4 người đàn ông từng yêu Hiền Hồ nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, scandal tình ái đầu tiên thời mới bước chân vào showbiz. Năm 2017, Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ gây chú ý khi song ca tình tứ trên sân khấu cuộc thi giọng hát Việt. Không lâu sau đó, loạt hình ảnh thân mật của cả hai tại một rạp chiếu phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thời điểm ấy, giọng ca sinh năm 1997 đã hứng chịu nhiều sự công kích vì bị cho rằng lợi dụng tên tuổi của Soobin Hoàng Sơn để nổi tiếng. Hiền Hồ từng chia sẻ cô cảm thấy khá sốc trước phản ứng của khán giả. Học trò cũ của Tóc Tiên cho rằng bình luận tiêu cực từ các fan cuồng của Soobin chính là một trong những áp lực khiến tình yêu của cả hai tan vỡ. Nữ ca sĩ buồn vì không ai đứng ra bảo vệ mình. Nhiều khán giả khủng bố Hiền, dọa giết, khiến Hiền suy sụp, khủng hoảng rất nhiều. Dù đúng dù sai, dù có hay không có, người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này chính là người con gái. Đối với Hiền, Hiền ý thức được nghệ sĩ phải có năng lực riêng của mình và Hiền tin mình có năng lực đó. Việc nói một nghệ sĩ phải xách dép cho nghệ sĩ khác để được dựa hơi thì quả là có chút quá đáng. Cô tâm sự. Giữa bão dư luận, Soobin Hoàng Sơn còn lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Hiền Hồ. Về sau, nam ca sĩ thừa nhận cả hai từng có thời gian tìm hiểu nhưng đã dừng lại một tuần sau khi lộ hình ảnh thân mật. Giải thích về điều này, anh cho biết, tôi xin lỗi tất cả mọi người vì đã không thừa nhận ngay từ đầu, xuất phát từ việc muốn bảo vệ Hiền trước áp lực dư luận, cũng như không muốn những người liên quan bị tổn thương. Nhưng đến thời điểm này, Soobin cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm cho mọi người hiểu rõ hơn câu chuyện để tránh những hiểu lầm không đáng có. Bản thân cả Soobin và Hiền đều rất buồn trước quyết định này và hy vọng mọi công kích nhắm đến Hiền nếu có sẽ được dừng lại để cô ấy có thể tập trung cho công việc của mình. Diễn viên Anh Đức được nhiều đồng nghiệp ghép đôi, chấn thành mai mối trên truyền hình. Năm 2020, Hiền Hồ và Anh Đức thường xuyên cùng xuất hiện trong các game show, được nhiều nghệ sĩ nhiệt tình ghép đôi. Thậm chí, MC Trấn Thành còn từng đích thân mai mối giúp họ hẹn hò, đi ăn riêng với nhau. Tuy nhiên, Hiền Hồ đã thẳng thắn trả lời về mối quan hệ của mình và Anh Đức như sau. Mọi người đừng gán ghép nữa, để Anh Đức còn có bồ. Nếu ảnh không có bồ, ảnh sẽ oán trách em. Đối với Hiền Hồ, Anh Đức là một người bạn tốt. Cô tiết lộ thẳng thừng những lần từ chối tình cảm của đàn anh là vì đó là game show và biết Anh Đức chỉ đang trêu đùa. Dù vậy, việc người hâm mộ vẫn liên tục ghép đôi cả hai khiến nữ ca sĩ phải lên tiếng. Kỳ cục ghê, không yêu mà cứ chọc hoài luôn. Trong một buổi livestream trên trang cá nhân, Hiền Hồ tỏ thái độ không hài lòng khi bị nhiều người hỏi về Anh Đức. Cụ thể, khi một khán giả bình luận, Anh Đức có người yêu rồi, nữ ca sĩ lập tức phản hồi gay gắt. Mấy bạn cứ Anh Đức là mình báo cáo luôn, đừng có vào bình luận nữa, mình báo cáo, mệt quá. Đối với Anh Đức, Hiền Hồ là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, nhưng nam diễn viên lại hay ngại và nhát trong chuyện tình cảm. Anh Đức cho biết, lúc mới gặp Hiền Hồ, anh đã ngại đến mức run lẩy bẩy, đỏ mặt. Dù đã hẹn nhau đi ăn, đi xem phim, nhưng sau đó cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Về sau, Anh Đức cũng phải lên tiếng làm rõ mối quan hệ giữa mình và Hiền Hồ. Về chuyện tình cảm hiện tại, tôi cũng nói thẳng luôn với khán giả. Mọi người đang gán ghép tôi với Hiền Hồ nên nhiều người tưởng thật. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Hiền Hồ chỉ là bạn bè, anh em, không như tin đồn. Vì thân nhau nên tôi với Hiền Hồ hay hỏi thăm, trao đổi với nhau, hỏi ý kiến nhau về công việc nhưng chỉ ở góc độ bạn bè thôi. Nếu Hiền Hồ bật đèn xanh trong tình cảm thì tôi đã nhìn thấy rồi. Chứ hiện tại tôi không thấy tín hiệu nào. Chúng tôi chỉ xem nhau là anh em thôi. Khi nào tôi vượt qua đèn xanh thì tôi mới về đích. Ca sĩ Bùi Anh Tuấn liên tục vướng nghi vấn hẹn hò nhưng chưa bao giờ thừa nhận. Cuối tháng 4 năm 2019, Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ vướng nghi vấn hẹn hò sau lần hợp tác trong MV Cưới Nhau Đi. Ngoài màn hòa giọng vô cùng ăn ý, cả hai còn gây sốt khi thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn cùng nhau. Hình ảnh Hiền Hồ mặc váy cô dâu e ấp bên Bùi Anh Tuấn khiến nhiều fan của cả hai liên tục gửi lời chúc phúc.
Không chỉ dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật trong những buổi phỏng vấn chung, Bùi Anh Tuấn còn đích thân đến phim trường nơi Hiền Hồ quay MV để ủng hộ cô. Dù không trực tiếp thừa nhận chuyện yêu đương, Bùi Anh Tuấn vẫn lấp lửng khi được hỏi về mối quan hệ với Hiền Hồ. Mọi người nghĩ như thế nào thì nó là như thế đấy. Ngoài ra, nam ca sĩ tâm sự, cho đến thời điểm này, Hiền là người có thể mang đến cho tôi cảm giác thoải mái nhất để tôi có thể chia sẻ những việc chưa nói được với ai khác. Về phía Hiền Hồ, cô bày tỏ sự xúc động khi nghe những lời nói đó từ Bùi Anh Tuấn. Nữ ca sĩ cho biết cũng dành cho đàn anh sự quý mến nhưng không xác nhận chuyện tình yêu. Đại gia U60 mất cả sự nghiệp vì nghi vấn làm tiểu tam. Khoảng đầu năm 2022, ca sĩ Hiền Hồ trở thành cái tên gây bão showbiz Việt khi lộ loạt ảnh chụp tình tứ với doanh nhân U60 đã có gia đình. Thời điểm đó, cô bị dân mạng soi được đại gia tặng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ từ quần áo đến siêu xe. Cho đến nay, đây là lần đầu tiên Hiền Hồ thẳng thắn thừa nhận sai lầm xuất phát từ ham mê vật chất. Sau khi đăng tải, động thái của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Thời gian qua, ca sĩ Hiền Hồ gặp nhiều khó khăn khi tìm cách trở lại sân khấu. Sau bê bối đời tư, có quan hệ tình cảm với người đã lập gia đình, sự nghiệp của cô gần như sụp đổ. Trước đó, dù cô đã lên tiếng xin lỗi khán giả nhưng không được chấp nhận. Đến nay, Hiền Hồ chưa xuất hiện lại tại các sự kiện thảm đỏ. Từ giữa năm 2022, cô nhiều lần tìm cách cứu vãn danh tiếng như liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc, show biểu diễn nhưng bị dư luận quay lưng mạnh mẽ. Đầu tháng 12 vừa qua, nữ ca sĩ gây chú ý khi có gần 11.000 người xem buổi livestream. Tuy nhiên, phần lớn người xem liên tục để lại bình luận có liên quan đến chuyện riêng của người đẹp với cụm từ như 13G63. Có không ít người để lại bình luận nhạy cảm, công kích khiến Hiền Hồ buộc phải tắt livestream. Chưa hết, các nghệ sĩ khác khi hợp tác với Hiền Hồ cũng bị vạ lây khi cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay chung. Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, ca sĩ Trịnh Thăng Bình phải xin lỗi đính chính vì bức ảnh chụp thân mật với Hiền Hồ. Tôi đau lòng, tự trách về việc khiến người hâm mộ thất vọng, quay lưng. Dù người quen động viên scandal liên quan đến Hiền Hồ không phải do tôi gây ra, nhưng muốn hay không, tôi vẫn có lỗi, phải chịu trách nhiệm, Trịnh Thăng Bình chia sẻ. Tương tự thì gần đây, streamer Virus cũng bị cộng đồng mạng ném đá vì có động thái ủng hộ Hiền Hồ, liên tục khen ca khúc mới của nữ ca sĩ. Có thể thấy, sau gần 2 năm, giọng ca Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng vẫn bị tẩy chay mạnh mẽ mỗi khi có động thái tái xuất showbiz.